Bạn đang loay hoay trong công việc. Bạn mất tự tin trước những lời đàm tiếu. Bạn bị chê trong ngày ra mắt. Vậy hãy đến Bảo Tín Mạnh Hải mua vàng ngày vía thần tài, rước lộc cả năm. Lối thật tín của cải, đến Bảo Tín Mạnh Hải.